Năm 1954, sau khi các chuyến tàu chuyển quân tập kết tại Lạch Hới, Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức đón tiếp, tạo mọi điều kiện tốt nhất về nơi ăn, chốn ở, chăm sóc nuôi dưỡng đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam một cách chu đáo, an toàn, bằng trách nhiệm cao nhất và tình cảm thiêng liêng nằm Bắc một nhà. Để chuẩn bị cho việc đón tiếp cán bộ chiến sĩ đồng bào miền Nam tập kết, tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo ti thương binh thành lập các trạm và mượn nhà dân tổ chức 12 trạm đón tiếp. Ti y tế đảm nhiệm việc khám chữa bệnh cho cán bộ và đồng bào miền Nam, thành lập tại Sầm Sơn một trạm cấp cứu, tổ chức 2 trạm y tế ở 2 xã Hoàng Lộc và Hoàng Quang, huyện Hoàng Hóa để kiểm tra sức khỏe cho đồng bào về chung sống với các gia đình ở các địa phương trong tỉnh. Ti y tế cũng thành lập bệnh xá ở xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa để khám chữa bệnh cho các đồng chí cán bộ đã bị thực dân Pháp cầm tù ở nhà lao Chí Hòa và chữa bệnh cho các cháu thiếu niên. Thời gian này tại tỉnh Thanh Hóa, một bệnh viện bằng tre nứa lá quy mô 800 giường đã được xây dựng để khám chữa bệnh cho cán bộ và đồng bào miền Nam. Bệnh viện do Bộ Y tế trực tiếp quản lý, có sự hỗ trợ kỹ thuật của bệnh viện tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã cung cấp vật liệu, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết vận chuyển về Sầm Sơn để xây dựng lán trại, đón tiếp, nuôi dưỡng, chăm sóc đồng bào chiến sĩ, học sinh miền Nam. Tiêu biểu như các huyện miền núi như Xuân, Cẩm Thủy cung cấp hàng vạn cây luồng, nứa, bương, gỗ, hàng vạn lá kè để xây dựng nhà ở, lán trại. Các huyện Nông Cống, Đông Sơn ủng hộ 600 con bò, 700 con lợn, 15.000 con gà, vịt và 12 vạn quả trứng. Các huyện Trung Du cung cấp 20 vạn bao thuốc lá, trên 1 vạn kg cà chua, 3 tấn cá và 415 kg mộc nhĩ. Hai huyện Nga Sơn, Quảng Sương cung cấp 8.384 đôi chiếu. Các huyện Hoàng Hóa, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định may 2.800 màn cá nhân, 1.000 màn đôi, 4.100 mền chăn và 1.450 cốt áo bông. Các huyện Đông Sơn, Quảng Sương, thị xã Thanh Hóa cung cấp 49.000 bộ quần áo và 6.161 đôi dép cao su. Huyện Vĩnh Lộc được chọn làm nơi đón tiếp 225 người cao tuổi. Nhân dân hai xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Phúc đã đón các cụ về an dưỡng trên quê hương mình trong suốt 7 năm. Sau khi cùng nhân dân cả huyện xây dựng xong khu điều dưỡng, nhân dân hai xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Phúc đưa các cụ về khu điều dưỡng khang trang. Những năm tháng sống tại Thanh Hóa, hàng ngàn con em miền Nam luôn sát cánh cùng quân dân Thanh Hóa, nhân dân miền Bắc đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Nhiều người đã cùng các lực lượng vũ trang Thanh Hóa tiến vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều người đã trở thành cán bộ, lãnh đạo các cấp, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, các nhà khoa học đầu ngành, quản lý nhiều lĩnh vực, các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo nổi tiếng. Nhiều doanh nhân tài ba, nhiều người trở thành anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.